Vô dụng có lẽ là một tính từ khó nuốt khi chúng ta dùng để nói về hiệu suất công việc của một ai đó. Nhưng thuốc đắng giã tật, sự thật thì mất lòng. Ngay lúc này, nhiều khán giả vẫn suy nghĩ đến câu chuyện phong độ kết tủa mà tiền đạo Marcus Rashford thể hiện trên sân cỏ. Và vâng, trong số tiếp theo của chuyên mục Mentality ngày hôm nay, chúng tôi xin được đưa ra quan điểm vì sao Marcus Rashford trở nên vô dụng. Hãy đăng ký kênh Random Football và chúc cho hai chiến sĩ dựng phim của kênh sớm thoát khỏi COVID-19. Mùa giải năm nay, tiền đạo Marcus Rashford đang sa sút nghiêm trọng ở rất nhiều chỉ số chuyên môn khác nhau. Thời gian chơi của anh chỉ ở mức 1.061 phút cho hai mặt trận Premier League và Champions League, còn kém hơn cả Mason Greenwood, ngôi sao trẻ đã bay màu cách đây chưa lâu. Bên cạnh đó, tiến sĩ sinh năm 1997 còn mất đi cảm giác ghi bàn với chỉ 5 pha lập công và 2 kiến tạo trên mọi đấu trường. Trong lần ra sân gần nhất, Marcus Rashford còn khiến người hâm mộ cảm thấy chán nản với cú đá bay lên khán đài từ khoảng cách hơn 40 mét. Anh cũng không để lại ấn tượng gì trước Atletico Madrid và phải rời sân sau 75 phút. Đáng nói hơn, sao trẻ Anthony Elanga xuất hiện thay người đàn anh trên ghế dự bị lại chính là nhân vật ghi bàn thắng duy nhất. Đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả so với sự rườm rà của tiến sĩ. Vậy sự thật đằng sau sự sa sút của Marcus Rashford là gì? Theo chúng tôi, có hai nguyên nhân chính dẫn đến phong độ kết tủa mà ngôi sao sinh năm 1997 đang thể hiện. Thứ nhất, chuyện bên lề. Vấn đề này thực tế đã xuất hiện từ lâu, trước khi Ole Gunnar Solskjaer bước lên nắm quyền, chứ không phải từ những ngày này. Marcus Rashford có lòng nhân ái lớn lao và cái danh tiến sĩ cũng như huân chương đế quốc Anh MBE là minh chứng cho điều đó. Anh làm thiện nguyện, cứu đói trẻ em, đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch mới bắt đầu bùng phát vào đầu năm 2020. Vào tháng 9 năm 2019, tức là thời điểm virus corona chưa thực sự xuất hiện, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer từng nắn gân Jesse Lingard và Marcus Rashford vì cặp đôi này nuôi ý định kinh doanh ngoài bóng đá. Người ngoài hành lang muốn mở rộng thương hiệu cá nhân Jayling, trong khi Rashi từ ngày ghi bàn vào lưới Chelsea ở trận khai mạc mùa giải 2019-20 cũng sa sút vì ảnh hưởng bên ngoài. Cho đến đầu mùa 2021-22, lúc đó tình hình chưa trở nên quá rối ren khi Manchester United vẫn đứng thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League sau trận hòa Everton hôm mùng 2 tháng 10 năm 2021. Nhưng Marcus Rashford thì không thể ghi bàn sau 7 vòng đấu. Và khi chứng kiến cậu học trò làm quá nhiều việc bên ngoài sân cỏ mà quên mất đi nhiệm vụ chính của mình, ông thầy Ole Gunnar Solskjaer đã máy mồm trên truyền thông. Tôi luôn tin chúng ta sẽ được thấy một Rashford tốt nhất trong vài năm tới. Cậu ấy làm được quá nhiều điều khi còn trẻ, nhưng lúc này là thời điểm vàng của sự nghiệp. Rashford còn trẻ, nhưng hơn nhiều người cùng trang lứa bởi hành trang kinh nghiệm quá dày dặn. Bây giờ, thứ cần ưu tiên là bóng đá. Đó là thách thức thật sự lúc này ở Manchester United. Cậu ấy cần chứng tỏ để còn kiếm một suất ở tuyển Anh. Hãy vô tư, là chính mình và đừng cố gắng phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm quá. Bên cạnh cậu ấy lúc này là Sancho, Ronaldo, Greenwood. Tất cả bọn họ đều ở đây rồi. Ngay sau phát biểu đó, lập tức xuất hiện một thông tin cho rằng Marcus Rashford cảm thấy không hài lòng về những điều ông thầy người Na Uy nói về mình. Anh cho rằng việc nào ra việc đó, làm từ thiện không liên quan đến bóng đá. Nhưng có một sự thật mà cầu thủ sinh năm 1997 chối cãi, đó là phong độ của anh đã tụt dốc một cách thê thảm và không có dấu hiệu trở lại một sớm một chiều. Bản thân huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khi ấy không dùng mạng xã hội, nhưng được các nguồn tin thân cận mách bảo. Và sau tất cả, ông đã làm một điều mà xưa nay chẳng một người thầy nào lại phải làm trước các cậu học trò. Vâng, trong buổi họp báo tiếp theo, đích thân vị chiến lược gia sinh năm 1973 đã xoa dịu mọi chuyện bằng những câu nói, đại loại đưa người ta về chữ hiểu lầm. Việc Marcus Rashford không hài lòng vì những phát biểu của Ole Legend là điều được nhiều người xác nhận, trong đó có ký giả uy tín David Ornstein của The Athletic. Thậm chí có những nguồn tin cho rằng gia đình của anh cũng cảm thấy khó chịu vì lời bình luận đã khiến người ta hiểu sai về phương châm sống mà ngôi sao sinh năm 1997 muốn lan tỏa đến cộng đồng trong giai đoạn khó khăn. Vâng, nếu phân tích câu chuyện này, chúng ta có lẽ nên đồng tình với Ole Gunnar Solskjaer nhiều hơn. Vì lời khuyên răn đó chưa mang tính độc hại,
mà chỉ là ông muốn tốt cho Marcus Rashford. Cuối cùng, sự việc đi theo hướng cá không ăn muối cá ươn, còn cãi cha mẹ trăm đường còn hư. Vì sự trả treo của cầu thủ này đối với ông thầy người Na Uy không giúp anh điều gì ngoài cái thể diện hão trên mạng xã hội ảo. Tiếp theo, hãy đến với nguyên nhân thứ hai, đó là chuyện chuyên môn. Tác giả đang thở dài vì quay lại tìm những tài liệu về hành trình của Marcus Rashford trong vài năm trở lại đây. Nhưng vì khán giả thì kể cả có bị muôn đao vạn kiếm truy sát thì chúng tôi cũng sẵn lòng. Vâng, vào đầu năm 2020, chính xác là sau trận thắng Wolverhampton ở vòng 3 FA Cup, tiền đạo này tái phát chấn thương lưng, đã theo anh từ nhiều tháng ngày trước đó. Chứng kiến sự đau đớn của người đàn em trên sân, cựu danh thủ Robin Van Persie từng khẳng định chấn thương lưng đó có thể đi theo Marcus Rashford suốt cả cuộc đời. Sau cùng, số 10 của Manchester United đã phải mất tổng cộng 141 ngày để tái xuất, bỏ lỡ gần như toàn bộ nửa sau mùa giải 2019-20. Nhưng sự thật là khi ấy anh chưa đồng ý ngồi lên bàn mổ để giải quyết dứt điểm vấn đề. Ở mùa giải tiếp theo, có một lần Marcus Rashford chấn thương vai, nhưng nghe đâu anh cũng từ chối phẫu thuật, chỉ tiêm thuốc giảm đau để thi đấu. Về sau này, các nguồn tin tiết lộ rằng tiến sĩ gần như không thể ra sân trong trận chung kết Europa League 2021, nhưng thực tế vẫn cay ải đầy đủ 120 phút trước Villarreal và để thua trên loạt luân lưu đầy cân não. Sở dĩ Marcus Rashford nhất quyết không chịu lên bàn mổ để điều trị các chấn thương dai dẳng là vì anh muốn được chơi ở Euro 2020 cùng tuyển Anh. Tuy nhiên, ý tưởng đó đã sụp đổ hoàn toàn khi huấn luyện viên Gareth Southgate không chọn cầu thủ này đá chính. Rồi điều duy nhất động lại cho đến những ngày này là quả đá luân lưu hỏng ăn, khiến Tam Sư mất chức vô địch vào tay người Ý. 3 ngày sau thất bại đau đớn đó, Marcus Rashford chính thức phẫu thuật và nghỉ đúng 3 tháng, cho đến mãi ngày 15 tháng 10 năm ngoái anh mới tái xuất. Ngoài ra, nghe giang hồ đồn thổi thì cầu thủ này cũng có một dị tật bẩm sinh ở bàn chân, khiến phong độ ít nhiều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì phải thừa nhận rằng Marcus Rashford đã thực sự đánh mất chính mình kể từ khi trở lại trên bàn mổ hồi tháng 7 năm ngoái. Chấn thương quái ác là một phần, rồi thái độ của Marcus Rashford cũng bị đặt dấu hỏi và từ đó trượt dài trong nỗi thất vọng, dù cho các đời huấn luyện viên luôn o bế anh một cách dễ chịu nhất. Sự thiếu hài lòng khi ông thầy Ole Gunnar Solskjaer nhắc nhở vô tình khiến người ta nhận ra sự non nớt của Marcus Rashford, vì nếu anh chịu khó lắng nghe lời khuyên đó thì chưa chắc sự việc đã tệ như hôm nay. Bên cạnh đó, khía cạnh thái độ đó và câu chuyện từ chối phẫu thuật của cầu thủ sinh năm 1997 phần nào cũng nói lên quyền lực tối thượng mà giới cầu thủ hiện nay đang nắm giữ. Tất nhiên, cơ thể của họ thì họ có quyền. Nhưng đằng nào Marcus Rashford cũng phải phẫu thuật. Lý do vì sao họ lại thống nhất việc hoãn lên bàn mổ để rồi mọi chuyện dần dần tồi tệ cho chính nhân vật trong cuộc. Trước đây, Jack Wilshere của Arsenal là minh chứng điển hình. Ở tuổi 19, anh từng khiến Barcelona với Xavi, Iniesta rồi Busquets câm nín trong một trận đấu ở Champions League. Thế nhưng chấn thương và sự thiếu nghị lực ở cả trong và ngoài sân cỏ dần đã khiến Jack bị rén chân và hiện đã mất hút trên bản đồ bóng đá đỉnh cao, dù năm nay anh mới chỉ 30 tuổi. Rashford đương nhiên chưa ở mức độ đó vì anh có nhiều cơ hội để trở lại. Nhưng nếu không quay đầu, không thực sự chú tâm và biết lắng nghe những người đi trước, anh rồi cũng sẽ lụi tàn theo thời gian. Đến đây, chúng tôi nhớ lại phát biểu kinh điển của Ole Gunnar Solskjaer về bài học trưởng thành. Nó có thể áp dụng cho tất cả mọi đối tượng, nhất là những ai đang theo dõi chương trình này. Đôi khi, là một cầu thủ bóng đá sẽ khiến cuộc sống trở nên nhàm chán. Bạn có thể trải nghiệm nhiều điều khác nhau, nhưng nó hoàn toàn ngược lại. Bạn đi ngủ, nghỉ ngơi, hồi phục và sẵn sàng cho trận tiếp theo. Bạn có thể làm tất cả những thứ mình yêu thích khi giải nghệ, vì đó là nét văn hóa mà chúng ta cần có. United là một câu lạc bộ lớn, tập trung vào chuyên môn và bóng đá nên là suy nghĩ duy nhất của bạn. Sau đó, bạn sẽ có một kỳ nghỉ để làm những thứ khác. Đó là cách mà tôi từng trải qua trong quá khứ. Nó thật nhàm chán, nhưng đó là lý do khiến chúng tôi thành công. Man United có thành công trong giai đoạn Ole Gunnar Solskjaer làm cầu thủ hay không? Xin mời các bạn tra Google để tìm hiểu thêm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên Random Football. Lời chào này là từ tác giả Ilfer.
Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.